Hello và xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý của Forking TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tuần mới với thẻ bách nhân phẩm của Dragon Ball mà tuần trước mình đã giới thiệu với các bạn đấy. Đây, mình sẽ mở 10 cái bách này được mua ở trên Buy Store. Mỗi một bách là 10.000 nha các bạn. Tổng cộng là 100.000 chưa kể tiền ship. Thì vào ngày hôm qua chúng ta đã tìm được hai người giành chiến thắng thẻ Marine Boy và thẻ Naruto. Mình sẽ thông báo trên tab cộng đồng của collection. Ok, các bạn có thể qua bên đó xem nhé. Rồi và trước khi mở bách thì mình sẽ cho các bạn xem cái này. Chắc chắn đây là một em mô hình không màu, rất đẹp, được order từ Nhật Bản mà mình đã mua được của một bạn. Ủa, các bạn nhìn thấy chưa? Theo người bán nói thì bạn nên mua cái mô hình này là chính hãng của Nhật luôn nhé. Giá thì cũng không phải là đắt lắm đâu, khá là bé, tầm 8 đến 9cm. Đây là xem hôm nào bán trưởng Kamehame. Đây, ở đây có một cái dòng chữ tiếng Nhật thì tạm dịch ra nó có nghĩa là Seru này đang ở cái trạng thái hoàn hảo nhất, hoàn toàn nhất và đang bắn cái trưởng Kamehame này. Đó. Mấy cái khớp cánh cái thứ này, khớp cánh này hay là tay này, đầu này nó có thể tháo ra được này. Đó. Rồi, để em ở đây thì xem hôm nay có mở ra được một tấm thẻ hiếm SSR không nhé. Chúng ta đến với batch đầu tiên. Thử xem là cái thẻ lần này nó có giống cái thẻ lần trước mình mở hay không. Nhìn là cũng thế các bạn ạ, cũng như nhau ạ. Rồi, chúng ta có một ông này như là thần Namek à, đúng rồi, đây có chữ thần này. Công 37.000 thủ 36.000. Đây là Charles. Đây, mình sẽ đọc theo cái tiếng Nhật ở đây. Tiếp tục. Ui Kakaroto, Kakarot. Rồi ôi, Sumoku các bạn ơi, SSR. Wow, quá đẹp. Một tấm SSR ha. Ở đây chúng ta có một viên ngọc này, 5 sao. Và 3 tấm thẻ thường. Thế thì nó cũng khá giống với cái bách lần trước mình mở. Ok, chúng ta đến với bách tiếp theo này. Sư phụ tiếp tục. Đây là Son Gohan nha các bạn. Một tấm SR. Chào. Và đây là sư phụ đang đóng giả để đi thi đấu. Rồi, một tấm SR của Son Gohan. Tiếp theo. Nhân vật phụ nhiều ha. Người này tên là gì mình không nhớ nữa. Đây Yamcha này. Đây là ông của Son Goku, cũng tên là Son Gohan luôn. Ui, đây là Trunks, con trai của Kadix. Đây là Vegeta. Một tấm SSR nữa. Các bạn nhìn hiệu ứng này, đẹp chưa? Công là 53.000 thủ 52.000. Và một tấm một viên ngọc 1 sao. Tìm tấm SSR nữa. Bách tiếp theo. Ở trong Dragon Ball thì mình rất thích Piccolo, nhân vật mình yêu thích nhất. Ui, nghe không phải hoành tráng ở đây. Tiếp tục ông của Son Goku này. Đây là Pico Greeny. Và tiếp tục một tấm nữa của Son Goku SSR. Ở trong mấy cái bài này thì Son Goku với Vegeta là rất là nhiều, nhưng mà những nhân vật phụ SSR nhưng không có mấy. Mình thích mấy cái nhân vật phụ kia như là Piccolo rồi Ma Bư. Rồi chúng ta có em lợn Ron. Ok, tiếp tục là bị trùng Son Goku này. Son Goku. Ui,
Ui, một tấm Uchare QR các bạn ơi. Sudoku đang cưỡi rồng. Oh my god. Công 69.000, thủ 64.000. Ui. Các bạn nhìn hiệu ứng này. Wow. Quá đẹp. Quá đẹp các bạn ơi. Một tấm Uchare. Chúng ta đến với bài tiếp theo. Sửa rồi. Nhìn quá hoành tráng luôn. Chúng ta đến với cái mộ phù thủy có thể dự báo được trước tương lai này. Wow, hình như đây là tấm hiếm này. Mình để cuối cùng nhé. Greeny này. Ngọc 4 sao này. Và thiên sinh rằng SR. Đây, viết luôn tên bằng tiếng Anh luôn. Công 43.000, thủ 44.000. Thiên sinh năng thì ngày xưa cũng khá là mạnh ấy, nhưng mà về sau thì không giúp được gì nhiều cho đội của Goku. Tiếp theo, sư phụ này. Tập hiếm này. Đây là ông gì nhỉ? Hình như cũng là sư phụ của Thiên Sinh Hăng thì phải, nhưng mà là bên phản diện. Và đây, Sugoku SR đang cưỡi cân đấu vân. Bài tiếp theo, một tấm hình như đây là, đúng rồi, đây là Piccolo. Cái thời mà còn chưa gọi là cải tà quy chính. Một tấm hiếm của Piccolo này. Rồi Thiên Sinh Hăng này. Ngọc 4 sao này. Tấm này bị trùng. Và một tấm SR của Piccolo. Công 45.000, thủ 42.000. Mấy nhân vật phụ này hình như là chỉ được SR thì phải. Rồi, tấm quá đẹp. Uchare. Chúng ta đến với bách thứ 9. Ông này là ông Mista Popo. Một tấm SR hiếm. Nhân vật này là nhân vật nào đây? Một nhân vật phụ thôi. Công thủ rất là cao luôn. Đây là ông của Sudoku này. Đọc 5 sao. Chào. Rồi bây giờ chúng ta đến với bách cuối cùng. Xem là có tấm nào Uchare không, hay là một tấm SSR được không. Tấm này, tấm hiếm này. Hôm nay là cái gì ta? Sát thủ gì tự nhiên quên mất rồi. Xuất hiện ở những tập đầu tiên. Krillin. Và đây là tấm hiếm của Yamcha. Một tấm SR. Ok, và như vậy là ngày hôm nay chúng ta có thu hoạch khá là ổn với một tấm Uchare. Sugoku đang cưỡi rồng. Rồi, quá đẹp. Thì như các bạn biết đấy, chúng ta đã mở Naruto, mở One Piece, mở Thanh Gươm Diệt Quỷ rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái mini game nữa để tặng các bạn cái thẻ Dragon Ball này, 50 thẻ ha. Và đợt này sẽ có một thẻ siêu hiếm Uchare của Sugoku. Đây, dành cho một bạn may mắn nhất. Thì các bạn hãy comment theo cú pháp như sau: nhân vật mà các bạn yêu thích nhất trong truyện Dragon Ball. Sau đó thì comment từ 00 cho đến 99 cho mình. Chọn một số đi nhé. Và mình sẽ lấy kết quả số kết thúc miền Bắc hôm Chủ nhật tuần này. Ok. Rồi, như vậy là phần đầu mở thẻ đã xong. Bây giờ thì mình sẽ đến một cái phần tiếp theo. Thằng thăng. Ở đây là cái album thẻ Dragon Ball của mình mà lần trước mình đã giới thiệu với các bạn. Thì các bạn thấy là nó cũng khá giống với cái thẻ đợt này mình mở. Đây, khá là giống luôn. Nó cũng thiết kế kiểu như vậy. Thế thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút. Đây, những nhân vật phụ này. Xem bộ hôm này. Ở đây là những cái viên ngọc.
và có một tấm của đồng thần nhé. Đây để nuôi nuôi này cho bạn nhìn. Đó, bạn nhìn chưa? Đây là những cái mật phụ tiếp theo là những tấm re. Tấm re thường là tấm SR này. Và đặc biệt mình có những tấm rất xịn sò. Đây, một tấm SP, tấm hiếm nhất trong cái series đó của Sonoku. Tiếp theo thì còn những tấm CB ha, tấm Ultra này của Trang này. Đẹp chưa? Ba tấm CB. Đó. Thì vì sao ngày hôm nay mình lại khoe các bạn cái bộ sưu tập này? Lần trước mình có làm cái mini game bộ sưu tập này rồi nhưng mà đợt đó chưa ai trúng cả. Thì lần này mình sẽ cho nó vào làm phần thưởng cho fan cứng của tháng 7 nhé. Ok. Fan cứng của tháng 7 thì rất là đơn giản thôi. Điều kiện đầu tiên đó là bạn chưa bao giờ được nhận quà từ kênh của mình. Điều kiện thứ hai đó là bạn hãy comment thật nhiều để cái nick của các bạn có cái xuất hiện cái hình trái tim ấy, tức là mình thả tim rất nhiều. Thì mình sẽ dựa vào đó để trao quà cho fan cứng của tháng 7 ha. Mình sẽ dành tặng toàn bộ tất cả những cái thẻ này dành cho một bạn fan cứng trong tháng 7. Thế nên là các bạn hãy cố gắng nỗ lực đi nhé. Bạn nào mà có thể giới thiệu thêm nhiều bạn bè đăng ký kênh của mình thì càng tốt. Hiện tại thì Unfocus TV của mình đã có 22.000 người đăng ký rồi. Và chúng ta chỉ còn có 78.000 người nữa thôi là mình sẽ có được nút bạc. Đó. Thì các bạn hãy cố gắng để mà có thể đăng ký ủng hộ cho mình. Tất nhiên là khi các bạn đăng ký nhiều thì mình cũng sẽ có những cái content, những cái video nó hấp dẫn hơn, mở thẻ nó đa dạng hơn, xịn sò hơn để tặng cho các bạn, coi như là một phần quà mà các bạn đã ủng hộ cho mình. Ok. Rồi thì ngày hôm nay mình đã mở xong 10 cái thẻ của Dragon Ball và cũng sẽ công bố luôn phần quà dành cho fan cứng tháng 7. Và video của mình cũng xin dừng tại đây. Xin chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.